với 30 năm hình thành và phát triển, mang trong mình khát vọng lớn lao trở thành tập đoàn số toàn cầu, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng một Việt Nam hạnh phúc, hùng cường và thịnh vượng. Tập đoàn công nghệ CMC đã và đang thực hiện những bước chuyển mình lớn với quy mô trên 6.000 nhân sự, phát triển ở 4 khối, hạ tầng số, công nghệ, giải pháp, kinh doanh quốc tế, nghiên cứu, giáo dục. Năm tài chính 2022 kết thúc 31 tháng 3 năm 2023, doanh thu thuần toàn tập đoàn đạt 8,4 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với cùng kỳ, hoàn thành 100% kế hoạch năm. EBITDA, EBITDA đạt 900 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái với 6.000 cán bộ nhân viên. Toàn tập đoàn đang nỗ lực hướng tới mục tiêu 1 tỷ đô la Mỹ cùng quy mô hơn 10.000 nhân sự toàn cầu vào năm 2025. Khối hạ tầng số với trụ cột là CMC Telecom tăng trưởng ổn định ở các dịch vụ cốt lõi và bùng nổ mạnh mẽ với các dịch vụ mới. Tháng 8 năm 2022, CMC Telecom ra mắt CMC Data Center Tân Thuận, an toàn và hiện đại nhất Việt Nam, quy mô 1.200 racks, tiêu chuẩn Tier 3 về thiết kế và xây dựng. Mục tiêu của khối hạ tầng số là trở thành nhà cung cấp số 1 về dịch vụ Multi-Cloud, dẫn đầu thị trường Data Center và là nhà cung cấp dịch vụ hội tụ số hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn, tổ chức trong nước và quốc tế tại Việt Nam. Thành viên của khối hạ tầng số CMC Cyber Security là đơn vị với hơn 15 năm dẫn đầu trong thị trường an ninh an toàn thông tin tại Việt Nam. Trung tâm điều hành an ninh mạng thế hệ mới CMC SOC hiện đang bảo vệ vững chắc cho các doanh nghiệp, tổ chức bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Giải pháp phòng chống mã độc CMDD của CMC Cyber Security đạt chứng nhận chuẩn toàn cầu VB100, là một trong 17 phần mềm diệt virus tốt nhất trên thế giới. CMC Telecom cùng với CMC Cyber Security tạo nên 5 trụ cột dịch vụ cho khối hạ tầng số: kết nối, Internet, Data Center, Cloud, an toàn thông tin và dịch vụ quản trị Managed Service. Thông qua hệ sinh thái hạ tầng mở cho tổ chức và doanh nghiệp C-Open, CMC cung cấp tới các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với từng khối khách hàng trên nền tảng công nghệ điện toán đa đám mây Multi-Cloud, nền tảng dữ liệu Data Lake, trí tuệ nhân tạo AI. Khối công nghệ giải pháp khẳng định vị thế là nhà tư vấn và triển khai giải pháp chuyển đổi số, điện toán đám mây, bảo mật dẫn đầu tại Việt Nam. Là đối tác chiến lược của gần 150 hãng công nghệ trên thế giới, CMC TS tập trung cung cấp 7 giải pháp dịch vụ chính: chuyển đổi số, điện toán đám mây, bảo mật, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng số, chính phủ điện tử và thành phố thông minh, sản xuất thông minh và các giải pháp quản trị doanh nghiệp made by CMC. Bên cạnh đó, thành viên mới của khối công nghệ giải pháp CMC Consulting đang cung cấp cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ phần mềm ERP hỗ trợ quản trị doanh nghiệp toàn diện. Khối công nghệ giải pháp đặt tham vọng trở thành nhà cung cấp tin cậy về các giải pháp dịch vụ chuyển đổi số, điện toán đám mây, tài chính ngân hàng số, thành phố thông minh, sản xuất thông minh với tổng doanh thu gần 10.000 tỷ đồng vào năm 2025. Điểm sáng của CMC là sự phát triển vượt bậc của khối kinh doanh quốc tế với đơn vị chủ lực CMC Global cùng các công ty CMC Japan và CMC APAC cung cấp các dịch vụ xuất khẩu phần mềm ITO và các giải pháp chuyển đổi số của CMC ra thị trường quốc tế. Sau 6 năm phát triển, CMC Global đã trở thành top 2 công ty ITO Việt Nam, 3.000 nhân sự với doanh thu 2022 dự kiến đạt hơn 1.600 tỷ. CMC Global đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022, khẳng định định hướng phát triển đúng đắn và nỗ lực của toàn khối, chinh phục mục tiêu chung Go Global của toàn tập đoàn. Đến năm 2025, toàn khối đặt mục tiêu đưa CMC trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đơn vị sở hữu trung tâm phát triển phần mềm quốc tế GDC uy tín tại Nhật Bản, Hàn Quốc và mở rộng hoạt động kinh doanh tới các thị trường mới tại châu Âu và Mỹ. Chú trọng đầu tư phát triển từ năm 2022, khối nghiên cứu và giáo dục đã có những bước chuyển mình quan trọng.
Viện Công nghệ ứng dụng CMC, CMC ATI tập trung nghiên cứu, phát triển các công nghệ có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tính tới tháng 2 năm 2023, Viện CMC ATI đã triển khai thành công 8 sản phẩm và đang nghiên cứu nhiều sản phẩm khác. Xác định nguồn nhân lực công nghệ thông tin là giá trị cốt lõi để phát triển tập đoàn bền vững, CMC đã ra mắt trường đại học CMC, mô hình đại học số đầu tiên của Việt Nam và chính thức khai giảng khóa K1 với 345 tân sinh viên. Tất cả các quy trình, thủ tục, thi cử, đánh giá, học liệu, thư viện điện tử đều được chuyển đổi số để đảm bảo tiêu chí, không giấy tờ, không tiền mặt, không chạm, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở các hoạt động từ hệ thống học thuật số hóa, hệ thống nghiên cứu số hóa đến hệ thống thông tin quản lý số hóa. Trường Đại học CMC với triết lý khai phóng cùng sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao, hứa hẹn sẽ cung cấp nhân lực số không chỉ cho tập đoàn mà còn cho thị trường trong nước và toàn cầu. Hơn 30 năm qua, Tập đoàn Công nghệ CMC vẫn luôn kiên định và nỗ lực góp phần vào sự phát triển của quá trình chuyển đổi số quốc gia. CMC đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tập đoàn hạnh phúc, đồng hành cùng các doanh nghiệp và người dân Việt Nam vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. CMC khát khao chinh phục thế giới số.